Thế nhưng các diễn viên của nhà hát Thessaly Hy Lạp đã mang một hơi thở mới trong liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm 2019. Những thử nghiệm mới này đã tạo được những bất ngờ đối với khán giả Việt Nam. Dựa trên bộ phim nổi tiếng Mảnh đất đẫm máu được đề cử giải Oscar năm 1966, vở diễn Cánh đồng đẫm máu là câu chuyện kể về cuộc xung đột tàn nhẫn diễn ra ở Thessaly vào đầu thế kỷ thứ 20. Nếu như phim có đầy đủ điều kiện diễn tả câu chuyện một cách chân thực nhất, thì trên sân khấu các diễn viên phải phối hợp với nhiều đạo cụ hỗ trợ. Yếu tố thử nghiệm của chúng tôi đó chính là chuyển thể một bộ phim lên sân khấu kịch. Đây cũng là câu chuyện có thật xảy ra ở Thessaly và chúng tôi đã sử dụng các yếu tố ánh sáng, âm thanh để diễn tả câu chuyện. Sử dụng máy chiếu và những bức tranh để tái hiện không gian, các nghệ sĩ đã làm nổi bật chủ đề chính của vở kịch là xung đột của người nông dân và địa chủ giàu có. Qua âm nhạc và những bài hát, các nghệ sĩ đã đưa tới Hà Nội không gian văn hóa của đất nước Hy Lạp. Sân khấu chính là điểm chung để kết nối con người và văn hóa của các nước. Tất cả chúng tôi đều là lần đầu tiên tới đây thì rất là vui. Bởi vì tham gia liên hoan, chính chúng tôi cũng học hỏi được những thử nghiệm mới trên sân khấu. Đối với khán giả tại rạp thì vở diễn Cánh đồng đẫm máu mang tới một không khí mới. Những xung đột được đẩy lên đỉnh điểm qua giọng nói, hành động, tạo ra những kịch tính trên sân khấu. Ấn tượng của em có lẽ là các diễn viên, cái cách mà người ta thể hiện cảm xúc, cái cách mà họ diễn rồi họ hát trên sân khấu cũng rất là khác mình luôn. Nói chung là họ rất là quan trọng cái ngôn ngữ hình thể. Hy Lạp là một trong 7 đoàn diễn nước ngoài tham gia liên hoan, chuyến đi đầu tiên nhiều trải nghiệm mới mẻ của 6 diễn viên và cả với khán giả Việt Nam.